Dạ, bị tới Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay bị tới Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một số sản phẩm là vùng ghét y tế tại cửa hàng bị tới Quỳnh Gia. Thì đầu tiên em xin giới thiệu mọi người vùng ghét 15 lít. Thì ở đây ở cửa hàng em sẽ có ba màu, đó là màu vàng, màu xanh lá và màu trắng. Thì chất liệu của nó được làm từ nhựa cao cấp. Và chiều dài của vùng ghét 15 lít này thì nó sẽ có chiều cao tổng của nó là 38,5 cm. Chiều ngang của nó là 27 cm và chiều dài là 30 cm. Thì ở phía trong nó sẽ có một cái thùng đựng chất thải y tế. Thì cái thùng này thì nó sẽ có chiều cao là 30 cm, chiều ngang là 24,5 cm và chiều dài của miệng là 28 cm. Đối với vùng ghét 20 lít đó, thì cửa hàng em sẽ có các màu là màu vàng, màu xanh lá và màu xanh dương. Đối với chỉ kích thước của màu xanh dương đó, thì nó sẽ có chiều cao là 44,5 cm, chiều dài là 30 cm và chiều ngang của nó là 32 cm. Đối với cái vòng trong của nó, thùng ở trong đó, thì nó sẽ có chiều ngang là 28 cm và chiều dài là 27 cm. Đối với thùng màu xanh lá và màu vàng á, thì chiều cao của thùng là 44,5 cm, chiều ngang là 27 cm và chiều dài là 37 cm. Đối với cái thùng ở trong á, thì nó sẽ có chiều dài là 30 cm, chiều ngang 25 và chiều cao là 32 cm. Thì hàng có sẵn tại cửa hàng của Quỳnh Gia. Thì em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.